nhằm tôn vinh sách và văn hóa đọc sách, hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới. Chiều ngày 27 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Lang Chánh phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức Ngày hội đọc sách tại trường tiểu học thị trấn Lang Chánh 2 với chủ đề Chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc, cùng chuỗi các hoạt động vui tươi, hấp dẫn, thiết thực và bổ ích. Tham gia ngày hội có các thầy cô giáo và 400 em học sinh của nhà trường. Thông qua ngày hội đọc sách nhằm tôn vinh giá trị của sách và văn hóa đọc, khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh trường tiểu học thị trấn Lang Chánh 2. Từ đó, thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập, tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để giáo viên, cha mẹ học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực. Với chủ đề chấn hưng văn hóa và phát triển văn hóa đọc trong khuôn khổ ngày hội, các em học sinh cùng được tham gia các hoạt động với những nội dung gồm tham quan khu trưng bày và khám phá xe thư viện lưu động đa phương tiện của Thư viện tỉnh, lựa chọn đọc hơn 3.000 loại sách được bố trí ngay tại sân trường. Ở mỗi nội dung đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và hình thức trang trí thiết kế đẹp mắt, cùng với nội dung phong phú, hấp dẫn, các em học sinh hồ hởi tham gia tìm đọc và đã trang bị cho các em nhiều kiến thức bổ ích. Do thời dịch bệnh kéo dài nên em chưa được tham gia ngày hội nào như hôm nay. Em rất vui vì hôm nay được nhà trường tổ chức cho ngày hội đọc sách. Em rất vui vì đã được tìm hiểu rất nhiều câu chuyện về lịch sử, khoa học và các câu chuyện thiếu nhi khác. Ngày hôm nay em rất vui vì ai cũng được đọc nhiều câu chuyện hay, thú vị. Việc đọc sách giúp cho em tham khảo được những bài học bổ ích để cho cuộc sống và giúp em về cũng như giúp em học tập tốt hơn. Hôm nay cháu cảm thấy rất là vui vì được các cô, các chú và các thầy cô giáo đem những quyển truyện rất hay đến đây. Và em cảm thấy những quyển truyện đó rất có ý nghĩa đối với chúng em ạ. Ngày hội đọc sách tại trường tiểu học thị trấn Lang Chánh 2 mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cho các em học sinh được tiếp cận với nhiều loại sách, tìm được niềm vui trong đọc sách, hình thành thói quen đọc sách bổ ích để mở rộng kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần giáo dục kỹ năng sống. Đây còn là dịp để các em học sinh được giao lưu, học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần thực hiện phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, tạo nên không gian văn hóa vui tươi, bổ ích cho tất cả bạn đọc và những người yêu sách, đồng thời tôn vinh sách, khẳng định vai trò, giá trị của sách trong đời sống xã hội. Thực ra thì nhà trường đã có cái chương trình đọc cho học sinh vào đầu năm học, đã xây dựng một kế hoạch và cụ thể như là các lớp đã có những tủ sách nhỏ, tức là thư viện nhỏ đến từng lớp học, và các em hàng ngày sinh hoạt 15 phút đầu giờ, các em đã được tổ chức đọc sách và trao đổi sách cho nhau. Và những buổi sinh hoạt ngoại khóa, nhà trường cũng đã tổ chức cho các em lên thư viện lớn của nhà trường để tìm hiểu sách và khám phá những điều rất là nhiều cái đầu sách mới. Trong cái thời gian mà năm học vừa qua thì nhà trường cũng đã tổ chức một cái chương trình là mỗi học sinh một cuốn sách đóng góp vào thư viện nhà trường để thư viện nhà trường trở nên giàu hơn, phong phú hơn về các chủng loại sách, đầu sách, và mỗi em đến đó thì đều được tham gia đọc những cuốn sách mà mình chưa được đọc. Và được tham gia một cái buổi như thế này thì các em vô cùng là hứng khởi và các em rất là muốn là có những buổi tham gia như thế này nữa trong những đợt năm tiếp theo. Thì với nhà trường thì cũng đã có một kế hoạch lâu dài, đó là cái thư viện sách của nhà trường cũng được tu bổ thêm và được đầu tư hơn nhiều hơn trong cái so với những năm vừa trước. Và đặc biệt thì chuẩn bị tới cho cái chương trình công nhận lại của trường tiểu học thị trấn Lang Chánh 2 thì nhà trường cũng đã đầu tư về cái cơ sở vật chất, đặc biệt là cái đầu sách để cho các em được cái cơ hội tìm hiểu thêm. Và cũng rất là mong muốn với các cấp, đặc biệt là ở thư viện của huyện, thư viện tỉnh, thì cũng thường xuyên có những buổi như thế này để các em được đọc và hỗ trợ tài trợ cho nhà trường thêm các đầu sách mới. Ngày hội đọc sách của trường tiểu học thị trấn Lang Chánh 2 khép lại
nhưng không khí, tinh thần và ý nghĩa của ngày hội đọc sách mãi đọng lại trong niềm vui của các thầy cô giáo và các em học sinh. Hy vọng rằng sau ngày hội đọc sách thì mỗi ngày đến trường đều là ngày hội để các em tham gia đọc sách nhiều hơn và góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.